Phan Trung Hòa sẽ là trận thi đấu giữa hai bóng Chinh Phục Huế thành phố và cao thủ thiết kế đội bóng Tiền Giang thành phố. Đây được coi là một trong những trận đấu cuối cùng để chia cho toàn thể quý vị và các bạn chờ đợi lúc này dành cho hai bóng Tiền Giang và cả Chinh Phục Huế thành phố cũng như là Tiền Giang thành phố đã cùng có được kết quả tốt ở hai trận đấu của mình tại giải đấu lần này. Người đang đưa hai bóng ra khu vực vòng tròn trung tâm để làm những thủ tục trước khi trận đấu này diễn ra. Đây có thể nói là trận thi đấu cuối cùng của hai đội tại giải đấu năm nay. Sau cũng chính vì thế mà tính hấp dẫn sẽ kém đi ở trận đấu này giữa hai đội. Nhân cho quý vị được quan tâm tới trang quân của hai đội bóng Chinh Phục Huế thành phố Nam Định cũng như là Viện Kiểm soát thành phố Nam Định ở trận đấu ngày nay, chúng tôi xin được giới thiệu như sau. Đội trang quân của đội bóng Viện Kiểm soát thành phố ở trận đấu ngày nay thì bóng này sẽ là quân trọng trang phục quần áo thi đấu màu đỏ và là đội bảo vệ khung thành bên phía tay trái trên sân lúc này. Trần Hữu Trọng Thành của Viện Kiểm soát thành phố đó là vị trí của đội thành Đức Hùng. Số 10 Phi Dương, số 8 Đức Hòa, số 13 Ngọc Dũng, Minh Tiến số 15, Minh Đức số 6 và Hoàng Hải sẽ là cầu thủ mặc áo số 5 cho đội trang quân của cao thủ bên phía đội bóng Viện Kiểm soát thành phố ở trận đấu ngày nay. Trong khi đó thì đội trang quân của đội bóng Chinh Phục Huế thành phố ở trận đấu ngày nay như sau. Trần Hữu và bảo vệ trong thành của đội bóng này đó là vị trí của đội bóng Hoàng Đức. Đội bóng ngày nay đã có những sự điều chỉnh về mặt chiến thuật cũng như đội trang quân của đội bóng Chinh Phục Huế thành phố khi mà Xuân Tiên sẽ là người bảo vệ khung thành của đội bóng này ở trận đấu ngày hôm nay. Cùng với đó là sự xuất hiện của Đức Trung số 13, số 7 Sơn Bắc, số 8 Hoàng Long, số 10 Khánh Linh, số 5 Xuân Nguyễn, số 4 Nguyễn Quan và số 3 đó là Bảo Anh. Như vậy là Bảo Anh sẽ vào đấu trước và Hoàng Long sẽ là người đá sau. Trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay đó là trọng tài Nguyễn Sơn Minh. Tuy không có được kết quả tốt ở hai loạt trận ra quân nhưng mà trận đấu ngày hôm nay các cầu thủ bên phía đội bóng cũng sẽ có trận đấu quyết tâm để có thể chuyên các khán giả thành hàng trên sân này cười luôn nói theo và cổ vũ tinh thần thi đấu dành cho các đội bóng nói chung và hai bóng Chinh Phục Huế thành phố cũng như là Viện Kiểm soát thành phố nói riêng. Rất nguy hiểm, gọi là cơ hội mà mình đối mặt dành cho đội trưởng mặc áo số 7 đó là cầu thủ. Không, như vậy là ngày nay thì số 7 đến rồi là một cơ hội dành cho đội trưởng bên phía đội bóng Viện Kiểm soát thành phố và đây sẽ là quả đá phạt góc dành cho đội bóng áo đỏ. Này, từ những chiến biến đầu tiên thì cầu thủ bên phía đội bóng Viện Kiểm soát thành phố đã may chặn lại một thể thành công để thi đấu của mình. Và suýt chút nữa thì đội trưởng bên phía bóng áo đỏ đã có cơ hội để mở số của trận đấu. Đi trưởng ngày nay thì hai bóng sẽ phụ trường hết sức mạnh của mình. Vì dương có tà đang có thủ áo đỏ không được, rất khó để cho Phạm Văn Công dành cho bóng kế thành phố trở nên to lớn hơn trong quả bóng vừa rồi của Sơn Bắc đúng vào áo số 7 bên phía bóng Chinh Phục Huế thành phố. Vì dương có thể nói là sau khi tiếng gọi của trọng tài Nguyễn Xuân Bình cất lên thì khả năng tiếp tục vào tinh thần thi đấu của hai đội đã cho thấy sự nỗ lực của mình. Huy Trường giám sát Huy Trường là vị trí của Xuân Bắc. Một trận đấu và cả hai sẽ phải cống hiến hết mình để đem lại món quà đầy ý nghĩa phải cho các cổ động viên trên sân này, người đã đồng hành xuyên suốt giải đấu đối với hai đội Chinh Phục Huế thành phố cũng như là Viện Kiểm soát thành phố. Đây được coi là màn trận thi đấu cuối cùng tại vòng bảng dành cho các đội bóng tham dự giải. Chúng ta đã biết thì trận đấu đầu tiên đã kết thúc với tỷ số là 2-1 đến với đội bóng của thành phố Nam Định. Vẫn còn cầu thủ bên phía Chinh Phục Huế đang thiếu áp sát dứt điểm không được và nó trận là quá hiện hành. Ngày hôm nay vừa xuất hiện đó là Trung cùng áo số 13. Anh là một trong những người đang muốn chọn về phía bóng Chinh Phục Huế trong trận đấu và vào ngày quả áo rất nguy hiểm.
đó là câu trả lời ngay lập tức dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng chim cục Huế thành phố về thế không giành của đội bóng Viện Kiểm sát thành phố. Cả hai những cơ hội đầu tiên trong hiệp một đều là những tình huống nguy hiểm mà cả hai tạo ra về phía khung thành của nhau. Không có cơ hội. Và đặc biệt dành cho các cầu thủ bên phía bóng chim cục Huế đứng chủ để soi bắn. Vậy là sẽ có một pha đặc biệt nữa dành cho các cầu thủ bên phía bóng chim cục Huế thành phố. Sau những phút đầu thiếu tranh chuẩn, khoảng thời gian vừa qua đã cho thấy sự bình tĩnh đã trở lại trong lối chơi của các cầu thủ bên phía bóng chim cục Huế soi bắn. Đối trời áp sát rất nhanh và cầu thủ áo đỏ đã thành công vào tình huống áp sát và giành chiếc bóng của mình đứng chung. Không thể nào bóng đến được khung chân của Khánh Ninh. Người cũng đang đá cao trên hàng cầu cùng với thủ áo thứ ba đó là đứng chung soi bắn. Khánh Ninh đối trời áp sát rất khó chịu. Vậy là trọng tài đưa cho mình đã rất coi trọng tình huống mà cầu thủ áo số 10 Khánh Ninh đã bị phạm lỗi. Người vừa phạm lỗi này đó là cầu thủ áo số 6 Minh Đức, một trong những cầu thủ có đội hình rất ổn định và cũng là một trong vai trò hỗ trợ đã được phát huy rất nguy hiểm. Một pha tổ chức sát hơn nữa về phía khung thành của khung thành bên phía đội bóng Viện Kiểm sát thành phố. Như chúng tôi cũng sẽ cập nhật cho quý vị và các bạn trên sân vài vòng tứ kết tại giải đấu này. Trận tứ kết một sẽ là trận đấu giữa Niết Bàn Hà và đội bóng đứng thứ ba có thành tích tốt thứ hai. Trong khi đó thì trận tứ kết này sẽ diễn ra giữa đội bóng Niết Bàn B và Nhì Bàn C. Trận tứ kết ba sẽ là trận đấu giữa Niết Bàn C và Nhì Bàn A. Trong khi đó thì trận tứ kết bốn sẽ là trận thi đấu đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất gặp đội Nhì Bàn B. Tôi đã xác định được vòng tứ kết thứ nhất đó là trận đấu giữa công ty cổ phần công trình đơn vị và các cầu thủ về phía đội bóng tiểu cán bộ đoàn phường xã. Trong khi đó thì trận thi đấu tứ kết thứ hai sẽ được diễn ra giữa Niết Bàn B công an thành phố Nam Định và các cầu thủ Nhì Bàn C tiểu cán bộ đoàn. Trận thứ kết ba sẽ là trận đấu giữa Niết Bàn C cán bộ đoàn trường học sẽ gặp đội Nhì Bàn A đó là công ty cổ phần cấp nước thành phố Nam Định. Sau khi đó thì trận thứ kết cuối cùng sẽ diễn ra đó là trận thi đấu dành cho đội bóng có thành tích thứ ba thành tích. Như vậy là trận thi đấu thứ kết cuối cùng sẽ là trận đấu giữa bệnh viện Y học cổ truyền thành phố và các cầu thủ bên phía bóng chim cục Huế thành phố. Cùng trận này với những diễn biến trên sân dành cho trận đấu đó là trận cuối cùng giữa hai bóng chim cục Huế thành phố và các cầu thủ bên phía bóng Viện Kiểm sát thành phố. Tỷ số trên sân lúc này vẫn đang là 0-0. Quan trọng mà hai người đang thi đấu vào thời điểm này đang cho thấy sự cố gắng và quyết tâm của mình. Như vậy là trận cuối cùng sẽ là trận đấu giữa học cổ truyền thành phố Nam Định và Liên Quân thành ủy ủy ban thành phố. Và các bóng đến dành cho các cầu thủ về phía đội bóng chim cục Huế thành phố. Tỷ số trên sân lúc này vẫn đang là 0-0. Những diễn biến vẫn đang trở nên sôi nổi và hấp dẫn hơn đứng chung. Đúng rồi, đến 3 không thành công. Vẫn đáng tiếc một cơ hội để cho trận sôi. Đó là tiền đạo bên phía bóng chim cục Huế thành phố có được bàn thắng vào tỷ số dành cho trận đấu này. Có lẽ là bản thân của đứng chung cũng cảm thấy khá nuối tiếc với và đối mặt của mình. Và đây là pha phản công dành cho bóng Viện Kiểm sát thành phố. Không được, đứng chung. Đó là đứng chung. Thể lực rất tốt. Gọi là tiếng còi của trọng tài Nguyễn Xuân Bình đã nhận lên. Bóng cho rằng của cầu thủ bên phía đội bóng áo đỏ đã phạm lỗi đối với pha bóng cố gắng của đứng chung.
đây vọng sẽ là một trong những bước ngoặt của trận đấu từ quả đá phạt này đối với các cầu thủ bên đội bóng Chim Cú Quế thành phố. Đang đứng trước bóng lúc này đó là Xuân Bắc, một cú dễ dàng không vào. Hoàn hồn thủ môn Đức Hùng, anh đã là người chính vì bàn thua vừa rồi. Có lẽ là Châu Đông và Minh Vinh trong hiệp đường kết nối trời cũng đã là một trong sự thành công nhất định là cầu là đội bóng Chim Cú Quế thành phố ở trận đấu ngày nay. Hoàn hồn thi đấu sinh động và chờ đợi những thời cơ sơ hở của đối thủ ở hàng phòng ngự. Có rất nhiều những cơ hội ở những phút vừa qua dành cho hai đội bóng và đặc biệt là bên phía đội bóng Chim Cú Quế thành phố. Đức chủ đã có hai lần để tạo ra tập thể rất đẹp công vào và bàn thuận rất nhanh của Phi Thượng. Hai đội cũng có trận đấu ngày này cũng đã thành ra cho mình một trọng người là rất mạnh và rất dễ hiểu khi đây là trận đấu cuối cùng đấu tri ân và hai đội bóng sẽ thi đấu ở buổi chiều nay. Công vào rất đáng tiếc vừa rồi là cơ hội dành cho Khánh Hình. Khánh Hình và Đức Trung đang là trọng tài chung trên hàng công của các cầu thủ Chim Cú Quế thành phố. Tuy nhiên thì sự may mắn vẫn đang là dấu hỏi dành cho hai chân sút bên phía đội bóng này. Có quá nhiều những cơ hội và khoảng trống để cho Đức Trung cũng như là Khánh Hình có được bàn thắng mở tỷ số. Sau đó đã trôi đi trước khung thành của thủ môn Đức Hùng. Để kiểm soát bóng trong khu vực quả là nhanh hơn dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Chim Cú Quế thành phố, và họ đã có 3 cơ hội để có thể có được bàn thắng mở tỷ số khai thông thế bế tắc của trận đấu này. Bây giờ liên tục là phải chạy chạy tặng và một sơ đồ phối hợp nhịp nhàng dành cho đội bóng áo đỏ. Bóng rung quá khó dành cho bóng rung không được và vẫn chỉ là vây vây mà cho đối trưởng với bóng bị nhấn chặn thành phố. Hai đội vẫn đang chủ động và mạnh dạn trong việc triển khai thế cầu thi đấu của mình rất cố gắng. Em hiện tại cho đội bóng Chim Cú Quế thành phố. Trong hồ vẫn đang là điểm nhấn dành cho trận đấu ngày này mà hai đội đang thi đấu. Bây giờ thì điều mà các cổ động viên cũng là bàn thắng của đội bóng này đang chờ đợi đó là bàn thắng để mở tỷ số của trận đấu. Và chắc chắn cuộc trận thắng đó sẽ đem lại sự dẫn cao dành cho đoạn trận thi đấu cuối cùng cho hai đội. Không được, Đức Hùng đã khá nhanh nhẹn để có thể lựa chọn còn là bắt dính bóng trong pha bóng vừa rồi. Phi Sơn đó là Phi Sơn bóng rút theo quả sát của Phi Sơn đang là một trong cầu thủ tới tự do chơi sân mạnh với nền tảng thể lực là rất ổn định. Anh có thể ra sang cánh trái cũng như là đảo sang cánh phải để hỗ trợ cho các đồng đội. Bình Điền đã cam rất nhanh, bóng vẫn còn, bóng súng. Đây là một trong số có thể nói là rất thoải mái của hai đội không vào. Với tinh thần thi đấu thoải mái chắc chắn đây cũng là một trong những trận đấu rất hấp dẫn và các bóng viên dành cho bốn sân kia. Đó là Ngọc Dũng. Ngọc Dũng đã tạo ra sự liên kết nhịp nhàng dành cho hàng cái đao về phía đội bóng Viện Kiểm sát thành công. Về những phút vừa qua thì cả hai đội cũng đã ưu tiên những pha để bóng dẫn
Trần Thúy Thuận. Huy chương. Giao thông đó là cầu thủ áo đỏ, đó là chất lượng không vào. Quá nào mà mình chuẩn về cái bóng để đặt sang thành phố. Đức Trung, Đức Trung thì người mình vừa kèm khá chặt. Có lẽ là không có một mùa bóng với lại không quá nhiều rõ điều này. Chuyên về thể lực và tốc độ một số cản đơn. Không ngần ngại va chạm. Quả đặc biệt dành cho các cầu thủ bên kia đội bóng Trinh Quế thành phố. Hôm nay thì trong danh sách đăng ký đấu của hai đội bóng vẫn còn khá nhiều những cầu thủ chưa được thi đấu trận. Và đây là một trong những trận đấu cuối cùng để cho các cầu thủ có thể thể hiện mình. Trong quả bóng vừa rồi thì cho một phát trên sân chúng tôi có lẽ là vị trí của bóng xuất của thủ báo số 13 về những đội bóng đã sát sạch của chúng ta từ đầu và mở ra cho vấn sự cố gắng của mình. Liên tiếp là quả bóng thì súng vào mặt của trung vệ về phía đội bóng trên sân thành phố đó vị trí của Quỳnh Đức. Đinh Xuân Vượng. Quỳnh Đức đang hỗ trợ phòng ngự tốt cùng với vai trò của Đức Hoàng. Chạy sân mày vẫn đang là không lên. Và đủ rất nhiều những cơ hội mà hai đội đã có được về cái khung thành của nhau. Và điều đáng nói là sự gì đối tượng dành cho các cầu thủ lên trên đội bóng Trinh Quế thành phố. Những cơ hội này được đến đối với cá nhân của Đức Trung như là của thầy giáo số 10 Khánh Tinh. Ngoài trừ pha dứt điểm của đội trưởng mình cái bóng kiểm soát thành phố thì bóng đỏ vẫn chưa tạo ra được mình. Cơ hội đào nguyện thật sự về phía khung thành của thủ môn Xuân Kiệt. Đây sẽ có một quả đá vào góc dành cho cao thủ Đinh Nhật Giáp thành phố. Hai đội vẫn đang phát huy sức mạnh của mình. Đức Trung luôn là đối trời áp sát của cầu thủ báo số 15 Quỳnh Tiến về phía đội bóng Viện Kiểm sát thành phố. Chính vì điều đó đang là một trong những không thuận lợi dành cho Đức Trung. Người luôn bị theo cao kèm rất chặt. Đến biệt dành cho các cầu thủ Trinh Quế thành phố. Rất cố gắng và đầy sự quyết tâm của đó là phản ánh chuyện của trận đấu như là về tốc độ chuyên môn và hai đội đã phát huy cho đến thời điểm này. Hy vọng trong hiệp một này thì bàn thắng sẽ đến đối với một trọng tài để có thể làm cho trận đấu diễn ra hấp dẫn hơn. Thời điểm này, trận đấu đang cho thấy sự thành công của mình.
nhất là về mặt coi thế, rồi là mặt cổ động viên đã đem lại một phần thành công không nhỏ làm cho thay đổi đến các anh. Đây cũng là khoảng thời gian cuối cùng của mùa giải. Quả mà góc thành trò để bóng kiểm tra thành phố khá nguy hiểm. Bây giờ thì đội trưởng về phía các cầu thủ đến cảnh sát bắn người rất nặng trọng tình huống vừa rồi. Có lẽ trong đó sẽ là một người mà đã mặc thủ công thứ hai thứ nhất. Ở những tình huống cố định như này thì cầu thủ cần phải tập trung và xác chịu cơ hội của mình. Có thể là tới thành công trong đấu trời và cả hai đội nhà đấu vào thời điểm này. Chắc chắn rằng trong trận đấu thứ hai, ban huấn luyện của Hàn bóng sẽ có những sự điều chỉnh về mặt chiến thuật. Đội trưởng. Không được. Con đào sẽ là khá nhanh. Rồi Phi Dương. Phi Dương đã không thể nào vượt qua được vị trí phòng ngự về phía đội bóng Trường Quế thành phố. Thì Quảng đã thiếu khá tập trung. Và anh là người đóng góp rất chân trù đối với nhiều đồng nghiệp của mình trong khung thành. Bài tròn cao của họ rất mạnh. Kinh Dương bóng không đến được đầu của Kinh Dương và đây là tình huống đặt đối với năm cầu thủ bên phía đội bóng Trường Quế và bàn chân là quá nhẹ về phía cầu thành của đội bóng cuối cùng anh hình. Như vậy là tiếng còi trọng tài chính Nguyễn Xuân Minh cũng đã cất lên vạch còi môn trận đấu giữa Chi cục Huế thành phố và đội bóng Kim Kiểm Sát thành phố thay đổi thời sân trong trận này với kết quả là 0-0. Và cùng thì sự cố gắng của cả hai đội cũng đã phản ánh đúng câu chuyện với tốc độ cao và quyết tâm để có được bàn thắng trong trận đấu. Và rất nhiều cơ hội đã trôi đi cách rất lãng phí. Sau vậy ngoài một mùa trận đấu khá khép lại của đội bóng Hòa không đẹp. Và ngay trong những phút đầu tiên của hiệp hai này, ban huấn luyện của đội bóng Huế thành phố đã có sự chuẩn bị hoàn thiện sơ. Cầu thủ mặc áo số 3 Bảo Anh rời sân và người tập trung vào sân đó là vị trí của cầu thủ mặc áo số 8 Hoàng Long. Trong khi đó thì bên phía chiến tuyến Kim Kiểm Sát thành phố có sự thay đổi người. Cầu thủ mặc áo số 6 Minh Đức đã rời sân và vị trí lại dành cho Đức Việt, cầu thủ mặc áo số 19. Như vậy là cả hai đội cũng đã có những sự thay đổi người đầu tiên của mình trong trận đấu đầu tiên của hiệp đấu thứ hai này. Và hy vọng rằng với sự dùng những cầu thủ họ hơn sẽ giúp cho ban huấn luyện của hai bóng như là trận đấu sẽ diễn ra hấp dẫn và sôi nổi hơn. Trong hiệp một thì có lẽ là tiếp nối đã đến đối với đội bóng Chi cục Huế thành phố khi mà đội bóng này có khá nhiều những cơ hội để có được bàn thắng mở số. Trong khi đó thì ngoài trừ pha xuất điểm của đội trưởng Đức Hồng về phía đội bóng bên phía trong thành phố ra thì các chiến sĩ áo đỏ vẫn chưa thể nào tạo ra được và để bóng nguy hiểm như thế này. Đức Việt người vừa được máy nhận đội bóng này không có sân vì trường áo súng và pha bóng rất nhanh chuẩn vào của Xuân Bắc. Huy Dương người làm cầu thủ rất hay chào màu áo của đội bóng Kim Kiểm Sát thành phố đó là Huy Dương. Có lẽ là đã có lỗi rồi trong pha bóng vừa rồi thì Xuân Bắc đã phạm lỗi đối với Huy Dương và số 10 bên phía đội bóng Kim Kiểm Sát thành phố. Đó đây cũng sẽ là một trong pha đá phạt nguy hiểm dành cho các cầu thủ áo đỏ. Chờ đợi xem tình huống đá phạt cố định như thế này thì các cầu thủ bên phía bóng Kim Kiểm Sát có đem lại sự khoái không.
xuống bàn thảo. Phòng ngự luôn là sự tập trung tối đa nhất mà cao thủ bên phía đội bóng thi đấu vào thời điểm này. Đóng về cho thấy ở những diễn biến chính thức của hiệp một có rất nhiều những pha dứt điểm của hai đội bóng, tuy nhiên thì vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi trong khoảng thời gian diễn ra một hiệp đấu đầu tiên. Và hiệp đấu thứ hai là hiệp đấu mà khán giả trên sân cũng như là ban luyện của hai đội nhà chờ đợi. Chờ đợi về bàn thắng để khai thông thế giới của trận đấu này. Được chủ. Rất đẹp, công vào và pha trận rất nhanh của Phi Dương. Cần phải có cú hích như vừa rồi dành cho lối chơi của cả hai đội. Không được. Hai đội vẫn đang phát huy rất nỗ lực. Ở trận đấu ngày hôm nay, một trận đấu tri ân tất cả các khán giả đang có mặt trên toàn nước này luôn đồng hành cùng với giải đấu và đã trôi đi nửa chặng đường thành công, ảnh hưởng rất nhiều tới lực lượng cổ động viên cũng như là sự tập trung và khí tốt của ban luyện đối với tất cả các đội bóng tập trung. Và bóng lên và cho bốn thứ một. Hào súng rất tốt và nhà bóng dành cho Phi Dương. Không được. Một số điểm vừa rồi là của nước Việt người vừa cùng vào trận đấu ngày hôm nay đối với đội bóng Kiên Giang. Xuất sắc, rất cố gắng và quyết tâm. Trận này là cầu thủ đỡ bóng vừa rồi bóng đã không đến được vị trí của Đức Trung và bóng chưa được sự chính xác của trung vệ bên phía bóng Kiên Giang. Rất hay cơ. Như vậy là đá một bàn thắng ở tỷ số dành cho các cầu thủ bên phía bóng Kiên Giang và câu hỏi khác đó là đội trưởng Đức Long. Và khán giả cũng đã phải chờ khá lâu dành cho những đấu thứ hai này và cá nhân của Đức Long đã lên tiếng để mở số dành cho các cầu thủ bên phía bóng Kiên Giang sau thành cố. Tôi hy vọng rằng với bàn thắng vừa rồi sẽ giúp cho trận đấu sẽ là sôi nổi hơn và khoảng trận thắng đấu của hiệp đấu thứ hai này. Đây mới là vào thời điểm đầu tiên sẽ là hiệp hai, do vậy mà phần giảm nó sẽ giảm phụ hộ các thủ đến với thành phố cũng như là bên phía bóng kiểm tra thành phố quả đá mà không phải cho các thủ đến với thành phố ngoài cho bóng vào rất nguy hiểm. Một pha bóng cú loạn trước khung thành của bốn thứ một. Chính cầu thủ chịu một phế thành phố là người thi đấu hay hơn và cũng là bóng tạo ra nhiều cơ hội hơn trong hiệp một để phía khung thành của bốn thứ một. Một trận bóng đá là vậy. Như vậy là lưới đã rung rồi và cuối cùng thì Đức Trung người đã có được bàn thắng và làm số 1 đều dành cho đội bóng Chi Cục Thuế thành phố. Bàn thắng đến không lâu dành cho các cầu thủ bên phía bóng Kiên Giang thành phố và chỉ trong vòng chưa đầy 2 phút rồi thì Đức Trung đã thế trận trở lại với cảnh sơ ban đầu. Được không? Sát điểm, cơ bản, hoàn hồ dùng mạnh, Sơn Kiên. Rồi, vẫn còn. Vậy là trọng tài Sơn Bình. Cho rằng, không phá bóng vừa rồi. Một cú đúng bên phía đội bóng. Chỉ về đá để bóng chặt chân và sẽ có quả đá phát góc dành cho đội bóng. Đó là không được.
đánh nhau cộng vào một không gian hẹp, tuy nhiên thì chúng ta có thể cảm nhận được sự nhanh nhẹn của Phi Dương là như thế nào. Bóng không thể nào đến được vị trí của đội trưởng nữa không? Chuyển có ý đồ mà bóng đã được hướng tới vị trí của siêu thế nào Tô Trung. Không có bàn thắng dành cho Phi Dương. Đúng là ngày mai là một trong những hiệp đấu diễn ra rất hay và sôi nổi trên sân lúc này. Đội trời Tống Hiền và sự tập trung. Hiệp 1 thì là một trong hiệp đấu vô hạn về mặt bàn thắng, tuy nhiên thì vào những thời điểm ngay trong phút đầu tiên của hiệp 2 này, chúng ta đã được chứng kiến những hai bàn thắng phải chia cho hai đội. Đội trưởng Đội trưởng và đội thì đẹp và rất tốt của Việt Nam với tiền bóng chinh phục Huế thành phố. Hầu hết những tình huống lên bóng cũng như là những đường truyền luôn hướng tới vị trí của Đức Trung. Có lẽ các đội hoàn toàn yên tâm và tin tưởng với vai trò mà Đức Trung đã thi đấu trên hàng tấn công với tiền bóng chinh phục Huế thành phố ở thời điểm này. Cởi mở rồi sẽ là rất hay và hấp dẫn. Được chưa? Rất tiếp trọng và có một đồ thì đội bóng trụng cú rất đẹp, rất nhanh chân. Đó bóng cũng đã chạm vào lưng một đội bên kia, bóng bị đánh sát cạnh thôi, không thành công. Sẽ có quả đá phạt góc dành cho sau một bên tiến bóng được kiểm soát thành phố. Và cho bóng ạ. Tiếp theo là quả đá phạt góc nữa dành cho sau một bên tiến bóng được kiểm soát thành phố. Cố định trong một đoàn cố gắng tập trung tối đa. Bóng đá vừa tới đầu của Đức Việt. Bóng là Đức Việt. Và góc dành cho đội bóng viên kiểm soát thành phố. Đức Việt đang là thủ chuẩn bị tiền phá đá vào góc này. Đức Trung, Đức Trung đã lùi về rất nhanh để hỗ trợ phương án phòng ngự dành cho đội bóng chiến thắng thành phố. Và màn hình rất dứt khoát của anh Đức Hùng vì mà anh quan sát tới tốc độ bảo vệ là khá nhanh của Đức Trung và là pha xử lý rất hay. Đó là đang sử dụng áo đỏ. Đường đường của Minh Hiền dứt điểm ngay. Thêm một quả vào sân nữa của đội trưởng Đức Long. Những quả trống không phải là lúc nào cũng luôn có ở trận đấu này dành cho các chân sút về phía hàng bóng. Do vậy mà sự tập trung luôn là một trong sự tập trung cần thiết đối với các cầu thủ để có thể tìm kiếm sự may mắn của mình. Bóng không đến được vị trí của Đức Trung. Tỷ số đang là 1-0. Đội tuyển Nam thành phố là bóng mở tỷ số trước với pha lập công của Đức Long. Ngay sau đó trong phút đặc thời thì Đức Trung đã có bàn thắng và bàn tỷ số 1-0 dành cho các cầu thủ dưới thành phố. Không được. Những quả đá cơ định đá phạt dành cho các cầu thủ viên của Giang thành phố. Ở thời điểm này thì hai đội vẫn đang phát huy sức mạnh của mình.
để có thể đem hay không biết độ luôn được vào những độ cao đấu trường Bình Dương đồng hồ đi bóng bóng học Bình Dương quản biển tiếp theo dành cho các cầu thủ mình với bóng kịp giác rất đẹp trường làm thi đấu rất hay và bán giả chuyên sở Đông Anh đây anh là người chuyên lửa dành cho lối chơi của đội bóng Thiên Kiểm Giác thành phố và đá phạt dành cho đội bóng Thiên Kiểm Giác thành phố anh đã hơi chẳng vì mùa trận có thể xảy ra một quả đá phạt này dành cho Quy Trợ để đội bóng Thiên Kiểm Giác thành phố không nào và vào trận khá bất ngờ vẫn còn những sự thay đổi người đến đối với tài nguyên của hai bóng trong hoàn toàn còn lại ở trận đấu ngày nay tiếp tục hai hai tỷ số đã được đưa lên 2-1 dành cho đội bóng Tri Cục Thuế thành phố và Thầu Anh Khang người đội tình đang tỏa sáng dành cho đội bóng này đó là vị trí của tiền đạo Đức Trung người đã có một cú đúp trong thời những khi cần thiết cầu thủ này đã chơi bùng nổ và cũng đã có phải sự thành công cao trong cuộc chơi của cao thủ bên phía bóng Tri Cục Thuế thành phố ở trận đấu ngày hôm nay bây giờ vẫn là Bình Dương có lẽ nếu như được bình chọn là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất ở trận đấu ngày hôm nay thì cá nhân tôi cũng sẽ và cho Bình Dương một bộ quần áo số 10 đến khi đội bóng Thiên Kiểm Giác thành phố người đang thi đấu hết sức mình Đức Trung không thể nào vượt qua được số thủ bên phía đội bóng áo đỏ đó là chỉ có một tiền thôi khoảng cách vẫn là khá mong manh sau khi đón nhận bàn thua thì ngay lập tức đội hình về phía bóng Thiên Kiểm Giác thành phố đã quay trạng được đẩy lên cao hơn đó là một trong những vào hai lưỡi thành cho đội bóng này một lối chơi nhanh và tập vật sát phong luôn là và bóng cơ thể thành cho hàng tiền vệ trung tâm để có thể phân phối bóng tốt thành cho tiền đạo Đức Trung thôi không được phạt góc dành cho Thiên Kiểm Giác thành phố thêm một hồi nữa đến từ tình huống cố định này dành cho cao thủ áo đỏ nhưng thì không có một cầu thủ nào mang vào rất thật bóng trong pha bóng vừa rồi là đội trưởng Đức Long cũng là tác giả có được bàn thắng tổng số dành cho đội bóng Thiên Kiểm Giác thành phố Bình Dương vẫn quyết tâm chân hòa với trận đấu này đó là pha xử lý của cầu thủ Bình Dương đã có sự xuất hiện của hai ngôi sao sáng đó là Đức Trung thì đạo về phía Tri Cục Thuế thành phố trong khi đó mặc dù chưa có được quả thắng nào nhưng Quy Dương đang là một trong những cầu thủ xuất hành trên sân đấu trong màu áo của bóng Thiên Kiểm Giác thành phố
Lẻ đàn sẵn sàng cho vận và các cầu thủ trên một giới thành phố không cần phải quá đau đớn và vội vã để có thể thực hiện bàn này. Nếu như sự thành công diễn ra ở hai đoạn trận đấu trước đây có lẽ là vào thời điểm này hai đội đã không phải gặp khó khăn. Trong đó hơn là vậy, đã luôn đem lại kết quả có thể nói là không làm hài lòng với quan hệ của những đội bóng trong giải năm nay. Phải rất cố gắng. Được rồi, đây là Phinh Dương, rất tốt. Bóng rút, bóng không đến được vị trí của Đức Việt. Phinh Dương, Đức Việt bỏ hành hình. Còn nhà Đức Trung đã thống vệ với vai trò của mình và anh thiếu ở khu vực giữa sân. Phinh Dương. Khi mà khoảng thời gian của trận đấu đang trôi đi, bảo hiểm là chặt chẽ sẽ đến đối với đội bóng chúng tôi vào phần cuối của bảng xếp hạng đấu này, đang dẫn trước với tỷ số là 2-1. Làm ơi, bây giờ cùng các cầu thủ đang làm hết sức mình có thể có được món quà đầy ý nghĩa trong trận đấu cuối cùng và đội bóng của anh Nam Thương. Đức Quang, bóng qua đâu Đức Trung và một hình rất nhanh của đồng hành Đức Hùng. Không được và phần chân tà và hơi mạnh. Nếu như muốn bảo hòa những chiến thắng phong hành ở trận đấu ngày nay chia tay các cổ động viên và huấn luyện viên về hệ thống chịu về thành phố thì bóng này cần phải tập trung tối đa ở những chiến thắng cuối cùng này. Đi chậm. Có thể trong phút tiếp theo thì bản thân của bóng chuyển tới cũng sẽ có sự điều chỉnh của mặt nhân sân. Và chắc chắn rằng Khánh Linh sẽ là đủ thời sân và toàn là người cho đến thủ sân. Như vậy là bên phía đội bóng chỉ một thành phố có sự thay đổi người. Người rời sân bên phía đội bóng này đó là cùng quần áo số 10 Khánh Linh và người được cùng vào sân đó là cùng quần áo số 6 Đức Toàn. Sự thay đổi người thứ hai đến như vậy là bên phía đội bóng Viện Kiểm sát thành phố cũng có sự thay đổi rồi. Quang Hải đội dùng quần áo số 5 được tung vào sân và người rời sân đó là đội quần áo số 15 Minh Kiến. Đức Trung, ôi, vậy là trọng tài mình cũng đã rút một chiếc thẻ vàng ra để cảnh cáo vô cầu thủ bên phía đội bóng Viện Kiểm sát thành phố. Đây là chiếc thẻ vàng đầu tiên của trận đấu và nó đã thuộc về thủ về phía đội bóng áo đỏ, đó là vị trí của cầu thủ mặc áo số 5. Như vậy là hòa giải và thầy đã được thông qua sân thì anh đã có pha phạm lỗi. Đánh rồi!
cùng của các ông của Hoàng Hải có lẽ là cứ chung đã có cơ hội để có thể tạo ra cho mình một hat trick ở trận đấu ngày hôm nay, một thứ phận rất hào của tiền đạo này. Thời gian không còn nhiều, chú đang là 2-1, chú thiên về phía đội bóng quốc tế thành phố. Cầu thủ họ đang rất cố gắng. Được bên. Và một đường rất nhanh. Cầu thủ chịu thuế đang chủ động tập trung. Đó là sự tập trung để có thể phá bóng an toàn. Cơ hội đến đối với bạn Trần Xuân về phía bóng của Tiền Giang thành phố. Không được.